Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây làm tiếp theo đặc tính ngược ngạo trong đạo Gia Tô và của tín đồ Gia Tô: ngoan đạo, mở ngoặc, cuồng tín, đóng ngoặc. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước đã được thống nhất và vừa mới thoát khỏi cuộc chiến triền miên hơn cả 30 năm trời. Việt Nam thân thương của chúng ta và chính quyền đương thời luôn luôn bị thù trong giặc ngoài quay qua phá. Một, năm 1979, chính quyền Pol Pot tại Cao Mên xuôi quân tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, cướp của giết người và tàn phá những nơi chúng tràn tới. 2, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem 32 sư đoàn tương đương với 600.000 quân với 550 xe tăng, 480 khẩu pháo và 1.260 súng cối tràn vào lãnh thổ tấn công và tàn phá các tỉnh ven biên từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Phong Thổ, Lai Châu. 3. Bị siêu cường Hoa Kỳ bao vây kinh tế triền miên từ năm 1975 cho đến năm 1994. 4. Năm 2003, mấy nhóm dân săn tộc ít người ở vùng cao nguyên Nam Trung Bộ nghe lời xúi dục của ngoại nhân nổi loạn chống chính quyền, đòi thành lập nước Tây Nguyên. Sự kiện này khiến cho chúng ta nhớ lại vào mùa xuân năm 1946, Giáo hội La Mã đã làm như vậy. Vấn đề này được trình bày đầy đủ trong phần 5, mục thứ 15, với chủ đề là chính sách chia để trị của Vatican tại Việt Nam. 5. Với sự xúi dục và khích lệ của Vatican, nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô ở hải ngoại cũng như ở trong nước tìm đủ mọi cách chống đối và đánh phá Việt Nam và chính quyền ta. Bằng chứng rõ rệt nhất cho sự thật này là vào ngày 15 tháng 3 năm 2001, tại giáo phận Orange County, California, vị bộ trưởng Bộ Thánh vụ Truyền giáo trong giáo triều Vatican là giám mục Nguyễn Văn Thuận đưa ra lời tuyên bố có nội dung mang nặng tính cách khích lệ và xúi dục tín đồ Gia Tô người Việt tại hải ngoại cũng như ở trong nước nổi loạn chống chính quyền. Chuyện này đã được nói rõ ở chương 2 ở trên. Một lần nữa xin ghi lại đây lời tuyên bố vô liêm sỉ này để độc giả dễ dàng nhìn ra bộ mặt thật ghê tởm của Tòa Thánh Vatican. Dưới đây là nguyên văn lời tuyên bố vô liêm sỉ này của viên Bộ trưởng Bộ Thánh vụ Truyền giáo của Giáo triều Vatican Giám mục Nguyễn Văn Thuận. Vatican không nói mà làm. Mà làm sao? Làm ra làm sao thì cứ nhớ lại biến cố Đông Âu thì rõ. Trong khi tổ quốc và dân tộc ở quê nhà bị lâm vào tình cảnh thử thách khó khăn như vậy, thì ở hải ngoại, tín đồ Gia Tô, cuồng tín người Việt không những đã không làm gì khác, làm gì để đóng góp sức với lại khối đại đoàn kết dân tộc ở trong nước để chống đỡ giặc thù và ổn định tình thế, không những đã không tỏ ra một chút thương cảm cho quê hương đất nước bị thù trong giặc ngoài đánh phá, mà họ còn tỏ ra hân hoan, vui mừng, sung sướng, mưu đồ đánh hôi, gây thêm khó khăn cho tổ quốc và chính quyền để mưu đồ bất chính. Dưới đây là những hành động vô liêm sỉ, phản dân tộc, phản tổ quốc của họ. 1. Năm 1979, khi tin quân xâm lược Trung Hoa tràn qua biên giới Việt Hoa, tấn công và tàn phá các tỉnh ven biên của tổ quốc Việt Nam, thì bọn người này ở hải ngoại lại hồ hởi ăn mừng. 2. Năm 2003, khi hay tin nhóm thiểu số Tin Lành người Việt cấu kết với một nhóm người thuộc một vài sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên nổi loạn đòi thành lập xứ Tây Nguyên, thì cũng chính bọn người cuồng nô vô tổ quốc, thà mất nước chứ không thà mất chúa này, lại tỏ ra vô cùng hân hoan, vui mừng. Tệ hơn nữa, các cơ quan truyền thông của những người phong bản này ở hải ngoại còn hô hào ủng hộ những phần tự phản động và phản tổ quốc trong tổ chức nổi loạn trên đây là lên án chính quyền Việt Nam vì đã thẳng tay trừng trị bọn phản loạn đội lốt tôn giáo này để đánh phá tổ quốc Việt Nam. 3. Cũng trong năm 2003, ngay sau khi Hoa Kỳ xua quân tấn công vào lãnh thổ nước Iraq vào tháng 3 năm 2003, thì tháng 7 năm đó, bọn người Việt hải ngoại phong bản này lại hí hửng đón gió,
thành lập cái gọi là Tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, rủ nhau đến họp thành ở tòa thánh Civic Center trong thành phố Westminster, cùng soạn thảo một bản thỉnh nguyện thư gửi ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, khẩn khoản yêu cầu tổ chức quốc tế này cưỡng bách chính quyền Việt Nam hiện nay phải tái lập tình trạng Việt Nam bị chia đôi như thời năm 1954-1975, với hy vọng sẽ được Mỹ đưa về Việt Nam, nhảy lên bàn độc lập đập để tiếp tục làm tay sai cho Vatican và đè đầu cởi cổ nhân dân ta như thời chế độ Đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm và Vương Việt Gia Tô Nguyễn Văn Thiệu trong những năm 1954-1975. Cũng nên biết là phần lớn những người trong tổ chức này là những tín đồ Gia Tô, cũng là những người có bằng cấp đại học và đã từng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vấn đề này đã được người viết trình bày đầy đủ ở chương 1 trong cuốn Nói chuyện với Tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation, Houghton Tác Sạch, Đa Nguyên, 2004. 4. Năm 2005, khi Tòa án Liên bang Hoa Kỳ bác đơn khiếu nại của chính phủ Việt Nam về việc trong thời gian từ năm 1962 đến năm 1971, quân đội Mỹ rải khoảng 77 lít chất hóa độc da cam xuống miền Nam và Nam Trung Việt, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi trường của 2.263.000 mẫu tây và gần 5 triệu người sống trong 25.585 thôn ấp, thì bọn người phong bản phản quốc này và bọn đồng bọn lại tỏ ra hí hửng vui mừng như là một đại thắng lợi của chúng. Phần trình bày trên đây cho thấy rằng đối với nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô, nguồn tín người Việt, khi Vatican còn quyền lực ở Việt Nam thì chúng cho là chính nghĩa quốc gia và chính quyền quốc gia, mà thực chất chỉ là chính quyền bù nhìn tay sai Vatican liên minh với đế quốc Pháp hay siêu cường Hoa Kỳ của chúng còn tồn tại, và chúng quyết tâm chiến đấu để bảo vệ cái nhìn, cái chính quyền Việt gian này. Khi Vatican không còn quyền lực ở Việt Nam thì chúng gọi là đất mất nước, rồi hè nhau tìm cách lạy lục cầu xin các thế lực phản động Âu Mỹ giúp chúng trở về Việt Nam cầm quyền, hầu có thể tiếp tục bán nước và làm tay sai cho Vatican như thời kỳ năm 1862-1954 trên toàn lãnh thổ, và thời kỳ năm 1954-1975 ở miền Nam Việt Nam, hành động rước voi về giày Mã Tổ. Như vậy được chúng gọi là phục quốc. Điều đáng buồn là trong cái đám người sử dụng từ mất nước ở vào trường hợp này lại có cả bọn phản động, phong kiến, bọn lưu manh, hoặc đầu chính trị đội lớp là người Việt quốc gia và bọn lưu manh su thời đón gió. Tất cả những hạng người này đều bị đại khối đại đoàn kết Việt Nam lên án, và những quân vong bản phản dân tộc và phản quốc. Nhìn lại thời kỳ từ năm 1858 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Đây cũng là thời kỳ đau thương buồn thảm nhất của tổ quốc và dân tộc. 1. Tài nguyên đất nước bị cướp đoạt. 2. Hàng trăm ngàn mẫu đất bờ sôi ruộng mật bị giáo hội La Bả chiếm đoạt làm của riêng của giáo hội. 3. Những mảnh đất ngon lành nhất trong các thành phố, trong các tỉnh lỵ, trong các thị trấn bị chiếm đoạt để xây các nhà thờ, chủng viện, tu viện và các cơ sở kinh tài khác của giáo hội. 4. Chùa chiền, đình miếu bị phá hủy và nền đất bị cướp đoạt để xây nhà thờ và các cơ sở khác của Vatican. 5. Dân bị bóc lột tận xương tận tủy về cả vật lực và nhân lực. Về vật lực, dân ta cưỡng bách phải đóng những thứ thuế phi nhân giả man nhất trong lịch sử loài người, như thuế thân, thuế muối và nhiều thứ thuế vô lý khác. B. Về nhân lực, dân ta bị cưỡng bách phải đi làm lao nô phục dịch cho các công trường, xây hàng ngàn dinh thự của các quan lớn quan nhỏ trong bộ máy cai trị của bọn thực dân xâm lược Pháp và Vatican. Hàng ngàn ngôi nhà thờ to lớn vĩ đại với những tháp chuông cao chót vót đến tận lưng trời. 6. Dân ta bị xô đẩy vào thảm cảnh đói khổ triền miên và thảm thương nhất
là 2 triệu người chết đói trong mấy tháng mùa xuân năm Ất Dậu năm 1945. 7. Dân ta bị chèn ép, bị kỳ thị, bị bách hại, bị sát hại với hơn 300.000 nạn chết tức tưởi trong những chiến dịch làm sáng danh Chúa trong những năm 1955 năm 1963. 8. Dân ta bị khinh rẻ, bị coi như là những quân mọi rợ, những hạng người vô đạo và những quân tà giáo, và bị coi như chó như ngựa. 9. Nền văn hóa cổ truyền của dân tộc chà đạp, bị nhục mạ, sách Vatican thú tội và xin lỗi viết. Trọng tội của giáo hội không phải là nguồn phúc lộc bình an dưới thế. Ngược lại, và riêng Việt Nam, giáo hội chống phá đạo hiếu, phế bỏ bàn thờ tổ tiên, chà đạp văn hiến dân tộc Đại Việt, gọi là tôn giáo bản địa, là thờ bục thần ma quỷ. Giáo hội chia hai dân tộc Việt Nam là dân có đạo và dân riêng của giáo hội, và dân vô đạo là dân ngoại đạo theo tà thần, tạo dựng thành kiến kỳ thị rất sâu đậm và thô bạo. Đức Hồng Y Hà Nội Phạm Đình Tùng xác minh trong tội này là của giáo hội trong bài tham luận đọc tại Roma vào năm 1998. Có Đức Giáo Hoàng đương kim John Paul đệ nhị ngồi dự thính, nói làm sao hết được thảm cảnh của dân ta trong nỗi nhục nhằn vong quốc trong thời gian năm 1858 năm 1975 này. Chính vì vậy mỗi người dân Việt đều mang một con tim sôi máu. Bao nhiêu triệu người dân Việt là bấy nhiêu con tim sôi máu. Ngoại trừ nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô cuồng tín thà mất nước chứ không thà mất Chúa, nhóm thiểu số phản động phong kiến, bọn lưu manh hoạt đầu chính trị và bọn lưu manh xu thời đón gió. Cũng nên biết ba nhóm người thiểu số trên đây tự phong là người Việt quốc gia, rêu rao là chiến đấu cho cái mà chúng gọi là chính nghĩa quốc gia dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, do Liên minh Pháp Vatican đạo diễn và do cho ra đời vào ngày 5 tháng 6 năm 1945 để làm bức bình phong che đậy cho chính sách chia rẽ chia đế trị, dùng người Việt đánh người Việt và dùng tín đồ Gia Tô làm tay sai để cai trị khối đại đoàn kết dân tộc người Việt thuộc các tôn giáo khác. Vấn đề này đã được trình bày khá đầy đủ trong mục mà thứ 15 với tựa đề là chính sách chia đế trị của Vatican tại Việt Nam, phần 5 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, đứng trước những thảm cảnh như đã nói ở trên đây từ năm 1858, đặc biệt nhất là từ mùa thu năm 1945. Hàng triệu con tim sôi máu đã cương quyết lên đường đi đòi lại công lý, đòi lại quyền làm người và đòi lại núi sông cho dân tộc. Trong mắt tôi đã thấy dân tôi, người trước nói người sau, trong tay kết chặt một vòng, đi đòi lại núi sông tay trong giặc. Thế giặc mạnh lấy gì mà chống đỡ? Lời Diên Hồng, vạn tiếng quyết tâm, phải trải xương, phải bỏ máu với quân thù, phải đoàn kết, triệu bước, chân dắn bước, từ sông Hồng xuôi về sông Cửu, từ đồng bằng nối mãi tới Trường Sơn, khắp non sông vang dội bước quân hành, tay giáo mát và con tim sôi máu, trong ánh mắt triệu niềm tin rực sáng, buổi quân quề giải phóng Việt Nam. Quê hương tôi hôm nay đã thấy những mẹ già chị gái làm hậu cần nuôi quân, những thanh niên hôm nay đã làm anh kháng chiến, những em bé 15 gánh vai trò liên lạc, cả nước đồng một lòng đứng lên tiêu diệt giặc. Lời kêu gọi của non sông đất nước, các anh xin đứng dậy lên đường. Nguyễn Tố Chi. Cũng vì những con tim sôi máu mà họ tự nguyện đến với nhau và kết hợp thành một và đại gia đình bộ đội và đối xử với nhau trong ma tình huynh đệ chi binh. Không hề có chuyện cấp trên gọi cấp dưới là thằng, là mày, là mi và xưng tao với cấp dưới. Và cũng vì con tim sôi máu nung nấu ý chí diệt thù, đi đòi lại núi sông cho dân tộc, cho nên mới có những anh hùng như Hoàng Văn Nô lăn xả vào địch, dùng lưới lê đâm địch rồi ôm chặt lấy địch, cùng chết với địch để cho đồng đội tiến lên hoàn thành nhiệm vụ, như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Chức nhào ra nằm xuống lấy thân xác làm sức cản bánh xe súng cao xạ để khỏi rơi xuống vực sâu trong khi chuyển súng tới nơi bố trí. Mới có Trần Oanh
lao vào sát tường, lô cốt gắn bọc phá, giật sập nổ ổ súng đại liên của địch, mới có Phan Thành Giót trường lên dưới làn đạn, tiến tới ném lựu đạn vào lỗ Châu Mai, làm tê liệt hỏa lực đối phương để mở đường cho đồng đội xung phong. Mới có Trần Cừ liều thân lao mình vào bịt họng súng đại liên của địch cho đồng đội tiến lên. Mới có La Văn Cầu đã bị thương gãy một vài cánh tay mà còn ôm bom chạy nhào tới mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ, đòi lại núi sông cho dân tộc. Mặt khác, cũng trong thời kỳ năm 1858 năm 1975 này, nhóm tín đồ Gia Tô đã tỏ ra vô cùng sung sướng và hết sức hồ hởi, triệt để tuân hành lệnh truyền của đấng bề trên, nhảy ra tích cực tiếp tay cho quân cướp xâm lăng, vừa để vinh thân phì gia, vừa để phục vụ cho tòa thánh Vatican trong sứ mạng mở mang Đức Chúa. Vấn đề này sẽ được trình bày rõ ràng và đầy đủ với chương 7 ở trên. Tình trạng này đã gây nên một sự hoàn toàn trái ngược về tư duy, thái độ, hành động cũng như quan điểm về sự tồn vong của đất nước và dân tộc, giữa một bên là tuyệt đại đa số nhân dân theo nền đạo lý tam giáo cổ truyền và một bên là nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô. Những khi đại khối đại đoàn kết nhân dân ta hân hoan đón mừng những ngày vui của dân tộc, thì họ, nhóm thiểu số tín đồ Gia Tô, coi những ngày này như là những ngày buồn thảm nhất đối với họ. Đó là những ngày 1. Ngày 19 tháng 8 năm 1945. Vào ngày này, toàn dân ta quyết tâm vùng lên, phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi quân cướp ngoại thù Nhật Bản và Liên minh Đế quốc thực dân xâm lược Pháp Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. 2. Ngày 2 tháng 9 năm 1945. Vào ngày này, chính quyền của nhân dân ta dưới quyền lãnh đạo của Hồ Chí Minh tuyên bố với nhân dân thế giới rằng kể từ đây, nhân dân nước Việt Nam đã thoát khỏi ách thống trị của người Nhật, thoát khỏi ách thống trị của Liên minh Pháp Vatican, cương quyết đứng lên liều chết để bảo vệ quyền độc lập của dân tộc và quyền làm người vừa mới giành lại được. 3. Ngày 7 tháng 5 năm 1954. Vào ngày này, toàn thể nhân dân Việt Nam dưới quyền lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh đánh bại Liên quân Pháp Vatican tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, khiến cho Liên minh Pháp Vatican phải tan rã và Đế quốc Pháp phải công nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam rồi cuốn gói ra đi. Đại chiến công này giống như một vài chiến công của quân dân ta dưới quyền lãnh đạo của Đại đế Quang Trung đánh bại đạo quân Thanh tại trận Đống Đa vào ngày năm Tết năm Kỷ Dậu năm 1789, khiến cho toàn bộ 280.000 quân giặc phải hối hả bỏ chạy về Tàu. 4. Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vào ngày này, đại quân miền Bắc tiến vào thủ đô Sài Gòn, khiến cho liên minh Mỹ Vatican phải tan rã, Mỹ phải cuốn gói ra đi. Quân đội và chính quyền quân Việt Gia Tô tay sai của liên minh Mỹ Vatican rã ngũ tan hàng. Nhờ vậy, nước nhà được thống nhất và quyền lực của Vatican ở Việt Nam cũng chấm dứt kể từ đây. Ta có thể ví ngày này của dân tộc ta giống như ngày 9 tháng 4 năm 1865 của dân tộc Hoa Kỳ, ngày mà tướng Robert E. Lee, tư lệnh quân đội miền Nam, thân hành đến tòa nhà tư pháp của làng Appomattox, đầu hàng tướng Ulysses Grant, tư lệnh quân đội miền Bắc, mang lại thống nhất cho đất nước Hoa Kỳ kể từ đó. B. Ngày 20 tháng 9 năm 1870 của dân tộc Ý đại lợi. Vào ngày này, quân đội cách mạng Ý dưới quyền lãnh đạo của nhà cách mạng anh hùng dân tộc Ý là Giuseppe Garibaldi đem lại đại pháo nã vào tòa thánh Vatican, khiến cho giáo hoàng Pius thứ 9 năm 1846 năm 1878 phải kéo cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Nhờ vậy mà các tiểu quốc nằm dưới quyền trực trị của Vatican thoát khỏi ách thống trị tham tàn bạo ngược của bọn quạ đen, và đất nước Ý được thống nhất kể từ đó. Chuyện này đã được trình bày khá đầy đủ trong một chương sách có tựa đề là Cuộc chiến chống Vatican để thống nhất đất nước của dân tộc Ý, trong mục 26 phần thứ 7 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Cũng nên biết, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo gương chính quyền cách mạng Pháp 1789, chính quyền cách mạng Việt Nam ban hành biện pháp quốc hữu
khỏi bất động sản kết xù của giáo hội ở miền Nam Việt Nam, vì rằng khối tài sản khổng lồ này là do giáo hội đã ăn cướp được của nhân dân ta từ năm 1862 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thi hành biện pháp này, chính quyền Việt Nam chỉ làm công việc bắt buộc phải làm là xử lý những kẻ có tội với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam theo nguyên tắc trả lại cho cái xác. Cái gì của cái xác? Có thể vì giáo hội La Mã đã mất hết quyền lực và mất hết đặc quyền, đặc lợi ở Việt Nam, cho nên tín đồ Cha Tôn người Việt mới gọi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mất nước, ngày quốc nhục, và những ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 5 năm 1954 là những ngày buồn, thảm, đau thương. Cũng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ tự coi như là những người mất nước. Chúng ta có thể thấy rõ tình trạng nói ngược này trong những sách báo, trong những các băng nhạc do các trung tâm sản xuất băng nhạc Asia và Paribarai, May Production, vân vân, và trong những ngôn từ họ sử dụng khi họ giao dịch với nhau qua thư từ hay khi nói chuyện với nhau. Trong thực tế, tín đồ Gia Tôn người Việt và băng đảng lưu manh xu thời không phải là chỉ nói ngược khi chúng sử dụng từ kép mất nước. Nếu để ý đến những từ ngữ họ sử dụng như dân chủ, tự do tôn giáo, nhân quyền, lòng ái quốc, mất nước, Việt gian, vân vân, rồi kiểm chứng cung cách hành sự của chúng, chúng ta sẽ thấy tất cả đều bị chúng cưỡng từ đoạt lý, nghĩa là hoàn toàn trái ngược với những định nghĩa trong từ điển, trái ngược với truyền thống của dân tộc, trái ngược với ngôn ngữ của xã hội, với loài người, trái ngược với ý nghĩa thông thường được mọi người công nhận, trái ngược với công lý và trái ngược với cả cung cách hành xử của chính chúng, nhưng lại rất thích hợp và rất đúng với xã hội, con chiên hay con cừu của chúng. Bằng chứng là một, Việt Nam ngày nay đã hoàn toàn độc lập, chính quyền do người Việt Nam lãnh đạo, nước Việt Nam đang trên đường canh tân hóa đất nước, dân chủ hóa chính quyền. Cả thế giới cùng công nhận nhận Việt Nam là một nước độc lập theo chế độ Cộng hòa chủ nghĩa, và đã có chỗ ngồi trong Liên Hiệp Quốc, sánh vai với cùng gần 200 quốc gia trong hội viên tổ chức này. Ấy thế mà chúng vẫn cho rằng mất nước. Trong cuốn băng Paribarai 90, ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn, một trí thức Gia Tô, vừa là nhà văn, vừa là nhà giáo mà vẫn dùng từ mất nước, giống như những người ít học hay vô học trong cộng đồng Gia Tô thường sử dụng. 2. Chúng gọi những người suốt đời hy sinh cho đại cuộc đánh đuổi liên quân xâm lược Pháp Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, và những người chiến đấu cho đại cuộc thống nhất đất nước trong những năm 1954-1975 là Việt gian. Ngược lại, chúng lại tôn vinh thằng phản thần tam đại Việt gian Gia Tô Nguyễn Đình Diệm, Ngô Đình Diệm lên chí sĩ yêu nước, là nhà ái quốc đã chết vì dân Gia Tô, bất kể là các nhà viết sử thế giới đều gọi nó là thằng bù nhìn làm tay sai cho Mỹ và cho Vatican, bất kể là trong cuốn sử Tyran History, sử gia Nigel Hawthorne đã ghi nhận rằng thằng tam đại Việt gian họ Ngô này là một trong 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. 3. Giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô của giáo hội vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho tự do tôn giáo cho Việt Nam. Nhưng nếu có một người nào thuộc một tôn giáo khác muốn thành hôn với người yêu là tín đồ Gia Tô, thì người đó lập tức bị đòi hỏi phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình, phải đi học giáo lý, phải làm lễ rửa tội theo đạo Gia Tô, rồi mới được làm lễ thành hôn ở nhà thờ. Cũng vì thế mà trong buổi hội thảo liên tôn Việt Mỹ được tổ chức tại San Jose, California vào ngày 15 tháng 10 năm 1994, bà Ngọc Tuyết Tiên đã phải ngẹn ngào nói cho mọi người biết rằng: "Tôi rất đau buồn suốt mấy chục năm qua khi thấy những mối tình duyên bất thành, những giữa nhiều đôi trẻ phần lớn là do cha mẹ Thiên Chúa giáo quá khắt khe buộc dâu rể theo các đạo khác phải đi nhà thờ rửa tội xưng tội. Đã có nhiều trường hợp đôi bạn trẻ phải ly dị hoặc quyên sinh." 4. Vatican và tín đồ Gia Tô vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho nhân quyền và các dân tộc mà sống trong các chế độ độc tài.
Ấy thế mà vào tháng 8 năm 2001, chính giáo hoàng John Paul đệ nhị lại cưỡng bách giám mục Emmanuel Miligo, 71 tuổi, phải từ bỏ bà vợ Maria Sung, 43 tuổi, mới cưới đã được gần 3 tháng, dù rằng cặp tăng lang và gia nhân này đã có làm lễ cưới trước bàn thờ Chúa Giêsu trong một ngôi giáo đường của một mà hệ phái Tin Lành. 5. Vatican và tín đồ Gia-tô vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng chính bản thân Vatican lại là một quốc gia theo chế độ tăng lữ quân chủ chuyên chính toàn trị, một chế độ cực kỳ chuyên chế, cực kỳ phong kiến và cực kỳ lạc hậu. 6. Vatican và tín đồ Gia-tô của giáo hội La Mã vẫn lớn tiếng cao rao tranh đấu cho tự do dân chủ, nhưng tín đồ Gia-tô người Việt ở Bắc Mỹ không bao giờ tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến với họ. Chúng sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông như báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình và rỉ tai để chửi bới, vu khống, sỉ vả, soi mói vào đời tư các tác giả có tác phẩm nói lên những sự thật trong lịch sử, trong đó có những sự thật về những việc làm đại gian đại ác của giáo hội trong gần 2000 năm qua, hay những sự thật về các chế độ đạo Việt Gia-tô tay sai của giáo hội. Cũng vì thế mà tất cả anh em trong nhóm giao điểm đã trở thành những nạn nhân của chúng từ giữa thập niên năm 1990 cho đến nay. Chúng đã hành động thô bạo và bội rợ như vậy đối với những người Việt hải ngoại trở về thăm quê hương hay cư ngụ ở Việt Nam. Trường hợp các ông Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy và rất nhiều người khác, những văn nghệ sĩ người Việt hải ngoại về Việt Nam trình diễn và những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn. Và tờ báo có chủ trương, thông tin và nghị luận trung thực, phản ánh đúng theo lương tâm của nhà báo trong một quốc gia theo chế độ tự do, dân chủ như ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Nạn nhân gần đây nhất của họ là tờ Việt Weekly ở Westminster, California từ tháng 7 năm 2007 cho đến nay, sẽ nói rõ hơn ở phần dưới. Tạm kể sơ sơ 5-6 trường hợp điển hình trên đây để quý vị thấy rõ là Vatican hay giáo hội La Mã và tín đồ của giáo hội có cái bản chất ăn nói và hành động ngược ngạo, nói một đàng là một nẻo. Tóm lại, phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những tín lý, giáo luật, lời dạy và truyền thống hay tập tục trong đạo Gia-tô, dù là đã có sẵn ở trong Cựu Ước hay Tân Ước, dù là do chính giáo hội La Mã đặt ra từ ngày 20 tháng 5 năm 325, tất cả đều ngược ngạo, trái ngược với công lý, trái ngược với công đạo, trái ngược với nhân tính, trái ngược với tình người, trái ngược với lẽ phải, trái ngược với lương tâm, trái ngược với nhân luân, trái ngược với đạo lý, trái ngược với nhân quyền, trái ngược với khoa học, trái ngược với đà tiến của nhân loại, trái ngược với nền văn minh của xã hội loài người, trái ngược với thể chế dân chủ tự do, trái ngược với tất cả nguyên tắc đạo lý của xã hội đông phương như hiếu, trung, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, vân vân. Nếu có điều nào đồng thuận với công lý, công đạo hay đồng thuận với bất cứ điều gì trong xã hội văn minh của loài người thì họ chỉ là một hên hoang, khoác lác, khoa trương để lừa bịp người đời mà giáo hội thường cao rao như giáo hội La Mã là hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, và là hiền thê của Thiên Chúa hiện làm người. B. Đạo Gia-tô là đạo của bác ái, tình thương. C. Tranh đấu cho dân nghèo và giai cấp lao động. D. Tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho nhân dân Việt Nam. E. Tranh đấu cho dân chủ tự do do dân chủ nhân dân Việt Nam. 2. Bắt chước và nhận vơ là của giáo hội La Mã như A. Điều răn nói về đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ trong 10 điều răn. B. Phong thánh cho bà Jean 1412-1431 để nhận vơ người nữ anh hùng này của dân tộc Pháp là bà thánh của giáo hội, và nhận vơ nền văn minh Tây Phương là nền văn minh Thiên Chúa giáo. Sự gì có tình trạng ngược ngạo và quái đản như vậy là vì chủ trương bất di bất dịch của giáo hội là muốn bơi ngược dòng lịch sử, dùng bạo lực, dựa vào bạo lực của cường quyền hay của các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ để cưỡng bách các dân tộc mà nạn nhân phải nằm nô lệ và phải sống theo những điều ngược ngạo trên đây của giáo hội. Bằng chứng rõ ràng là hùng hồn nhất cho sự thật này là việc giáo hội ban hành sắc chỉ Pontifex Romanus
ngày 8 tháng 1 năm 1454, trong thời giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447-1455, và các sắc chỉ hay thánh lệnh khác được ban hành tiếp theo đó như Inter Carter, được ban hành vào tháng 5 vào năm 1456 trong thời giáo hoàng Calistus thứ 3 năm 1455-1458 tại Eterni Regis, được ban hành vào năm 1481 trong thời giáo hoàng Sixtus thứ 4 năm 1471-1482. Trong thời giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1493-1503, căn cứ vào chủ trương và những hành động ngược ngạo của giáo hội và của tín đồ Gia Tô cuồng tín như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể nói đừng tín những gì giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô nói, mà hãy nhìn vào những gì họ làm. Nhại theo lời tuyên bố của một vài nhân vật lãnh đạo chính quyền miền Nam trong những năm đầu của thập niên 1970, trình độ kiến thức cùng cuộc đời bất lương và ăn bám xã hội của giới tu sĩ Gia Tô. Trong các chương sách ở trên, chúng tôi đã trình bày một về nguyên nhân khiến cho Gia Tô, tín đồ Gia Tô nói láo như cuội, và về phương cách tạo cơ hội cho các ông tu sĩ của giáo hội hữu hóa để giải quyết vấn đề sinh lý bị dồn ép. Dưới đây xin nói về trình độ kiến thức cũng như cuộc đời bất lương và ăn bám của ông tu sĩ Gia Tô. Về vấn đề này, điều chắc chắn là không ai biết rõ bằng các ông trí thức Gia Tô trong cuốn sách Thực chất đạo Công giáo và các đạo Chúa. Học giả Gia Tô Chắc Lê Nguyễn nói về trình độ kiến thức hiểu biết của các ngài tu sĩ Gia Tô như sau: cái gọi là sự học vấn của các trường tôn giáo hoặc sự uyên bác của học sĩ Ulama thực chất chỉ là môn học tán hưu tán vượng. Về những điều huyền hoặc của thần học, thần học Hồi giáo cũng tương tự như thần học của Do Thái giáo hoặc Kitô giáo. Thần học là một môn học đầy tính chất hoang tưởng, viển vông và nhảm nhí. Càng đi sâu vào thần học, con người càng lún sâu vào ốc đảo tâm linh, xa rời thực tế và dày đặc những định kiến sai lầm. Những mảnh bằng tiến sĩ thần học là những mảnh giấy chứng chỉ công nhận sự ngu xuẩn của kẻ được cấp. Chỉ đến khi có cơ duyên tỉnh ngộ, kẻ đó mới cảm thấy xấu hổ là đã được cấp những mảnh bằng về thần học mà thôi. Về cuộc đời bất lương và ăn bám xã hội của giới người này, ông viết: hầu hết các tu sĩ là những kẻ đại gian đại ác, ngụy trang dưới lớp áo đen, áo đỏ, áo trắng, đóng vai đạo đức giả, phỉnh gạt tín đồ. Bề ngoài họ làm ra vẻ thuận thạo với nhau, sự thật bên trong nội bộ họ ganh tị, tranh đua nhau và sẵn sàng hạ thủ nhau để tranh quyền đoạt thế. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn để bòn rút tiền bạc xương máu của giáo dân, để xây nhà thờ nguy nga đồ sộ, chỉ để họ được vênh quang với đời. Mái nhà thờ của họ càng rộng lớn bao nhiêu, càng che khuất ánh sáng mặt trời chân lý bấy nhiêu. Các bức tường của nhà thờ càng cao bao nhiêu, càng ngăn cách giữa con người với nhau bấy nhiêu. Giáo sĩ là những con kiết sinh trùng, vừa ăn bám vừa phá hoại xã hội. Họ tội lỗi cùng mình, lại nắm quyền tha tội cho đám tín đồ vô tội hoặc ít tội hơn họ. Họ thật sự là một bọn ăn cướp nguy hiểm hơn bọn cướp thường, vì kẻ cướp thường đều bị luật pháp trừng trị. Trái lại, bọn cướp đội lốt giáo sĩ lại được giáo dân tôn kính, đi lại tự do vênh váo và được xã hội tân bốc là những vị lãnh đạo tinh thần. Tất cả các tệ nạn này đều phải xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của đại đa số giáo dân. Do vậy, việc giáo dục khai sáng tâm linh là vô cùng cần thiết để cứu nước và bảo vệ nền văn hóa nhân bản rất cao đẹp của dân tộc ta, mà tuyệt đối đa số giáo dân không hề biết tới. Kết luận, tu sĩ và tín đồ Gia Tô là những quân phong bản phản quốc cực kỳ ngược ngạo. Căn cứ vào sự dạy dỗ các tín đồ giáo hội La Mã như sau: phải tuyệt đối tin tưởng trung thành với Tòa Thánh Vatican, phải triệt để vâng lời tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên, vân vân. Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican, chỉ công nhận các chính quyền liên minh với Tòa Thánh Vatican và chính quyền bù nhìn làm tay sai cho Vatican hay các thế lực liên minh với Vatican. Căn cứ vào những hành động sắc sược, ngược ngạo, hiếu sát, khát máu, lấn lướt, vơ vào và tàn ngược của tín đồ Gia Tô Âu Châu trong thời kỳ Trung Cổ,
Căn cứ vào những việc làm tàn ác dã man của tín đồ Gia Tôn, người Pháp trong vụ tàn sát khoảng 20.000 người tín hữu tin lành trong người Pháp vào ngày 22 tháng 8 năm 1572, mà sách sử gọi là The Six Bartholomew Massacre of năm 1572. Căn cứ vào những hành động dã man của tín đồ Gia Tôn, người Ái Nhĩ Lan tàn sát nhiều ngàn người tin lành Ái Nhĩ Lan và hành hạ họ một cách cực kỳ dã man trước khi sát hại họ. Căn cứ vào những hành động dã man và tàn ngược của tín đồ Gia Tô, người Croatia đã tàn sát tới gần 800.000 tín đồ do Thái giáo, chính thống giáo và Hồi giáo ở Croatia trong những năm 1941-1945. Căn cứ vào những hành động dã man và tàn ngược của tín đồ Gia Tô, người Việt trong thời kỳ từ năm 1858 cho đến năm 1954 trên toàn lãnh thổ, đặc biệt là trong những năm 1954-1975, họ đã tàn sát tới hơn 300.000 người ở miền Nam Việt Nam. Căn cứ vào những hành động dã man và tàn ngược của tín đồ Gia Tô, người Ranvanda và chế độ đạo Việt Gia Tô của giám mục Augustine Misago trong vụ tàn sát khoảng 800.000 người Tutsi ở Rwanda trong năm 1994. Căn cứ vào những hành động ngược ngạo và đã dã man của tín đồ Gia Tôn người Việt ở Bắc Mỹ từ cuối thập niên năm 1970 cho đến ngày nay. Căn cứ vào hành động ngược ngạo và dã man của tín đồ Gia Tôn người Cuba trong vụ bắt giữ em bé Alian vào năm 2000 để làm con cờ chính trị, không cho em bé này trở về sống với cha ruột của em ở Cuba. Căn cứ vào những hành động của tín đồ Gia Tôn người Pháp nổi loạn chống lại chính quyền cách mạng năm 1789 Pháp và nước Pháp để tiếp tay cho liên minh Thánh Phổ Áo Anh Nga Vatican trong những năm 1792-1815. Căn cứ vào những hành động của tín đồ Gia Tôn người Việt đã cấu kết với các thế lực ngoại cường Pháp, Vatican và Hoa Kỳ để chống lại dân tộc và Tổ quốc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ thập niên năm 1780 cho đến ngày nay. Chúng ta có thể kết luận rằng tất cả tín đồ Gia Tô ngoan đạo của giáo hội La Mã vào ở bất kỳ thời điểm nào và ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều là những người không còn khả năng sử dụng lý trí để nhận ra được sự khác biệt giữa đúng và sai, giữa phải và trái. Họ đã thành những người mất hết lương tâm và cực kỳ vô liêm sỉ, đã trở thành những quân vong bản phản quốc với những ác tính hết sức ngược ngạo, hết sức hung dữ, hết sức háo sát, cực kỳ gian dối, cực kỳ tham tàn, cực kỳ thô bạo, cực kỳ sống sượng, ưa thích lấn lướt vơ vào và cực kỳ bạo ngược. Tùy theo tình hình hay thời thế, những ác tính này của chúng sẽ thể hiện ra hành động cụ thể vào những khi hoàn cảnh mà chúng cho rằng đủ mạnh để hành động. Thực trạng này đã được sử gia Lorrainer Bodner ghi nhận và chúng tôi đã ghi lại ở trên. Xin ghi lại một lần nữa để độc giả dễ dàng nhận ra. Khi là thiểu số, giáo hội La Mã là con cừu. Khi ngang số, giáo hội La Mã là con cáo. Khi chiếm đa số, giáo hội La Mã là con cọp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả những người Việt hải ngoại ở Bắc Mỹ và Âu Châu đều đã được sống trong các chế độ tự do dân chủ, tự do học hỏi, tự do vào các thư viện tìm đọc sách sự thế giới và lịch sử giáo hội La Mã. Nếu tín đồ Gia Tôn người Việt chịu khó vào các thư viện tìm đọc lại lịch sử thế giới và tìm hiểu những tài liệu nói về những rặn núi tội ác của giáo hội La Mã, thì họ đã có thể nhìn ra bộ mặt thật cực kỳ ghê tởm của giáo hội La Mã. Xin mời các bạn qua kênh Lê Ngọc Hiệp để nghe lại cái bộ lịch sử thế giới của Nguyễn Hiến Lê. Bộ lịch sử đó đã thất lạc rất là nhiều năm, nhưng mình đã cố gắng tìm ra và đã được truyền tải hết một quyển rồi ở trên kênh Lê Ngọc Hiệp. Nếu các bạn nào mà đã biết lịch sử thế giới rồi thì thôi, còn nếu như các bạn chưa biết muốn tìm hiểu thì nếu thuận tiện đọc thì lên Google search và đào về và tự đọc, còn không thì các bạn cứ lên kênh Lê Ngọc Hiệp để mà nghe thôi, nó gọn hơn bất cứ mọi lúc mọi nơi. Đây là những trường hợp của các ông Chắc Lê Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, ông Phạm Hữu Tạo và hàng ngàn tín đồ Gia Tô người Việt khác nữa.
Bộ mặt thật của giáo hội La Mã ghê tởm như thế nào? Xin thưa, giáo hội La Mã ghê tởm ở chỗ chuyên nghề sử dụng những chuyện hoang đường được mệnh danh là những tín lý Kitô để mê hoặc người đời, rồi lùa những nạn nhân dại dột đã nghe theo giáo hội vào cái tròng Kitô, rồi giam nhốt họ trong cái ngục tù ngu dốt và kìm hãm họ mãi mãi ở trong tình trạng bán khai để lợi dụng họ, làm hậu thuẫn cho giáo hội kiếm chiếm đoạt chính quyền tại các địa phương vào khi con số tín đồ đã đạt đến mức độ mà giáo hội có thể trở thành con cáo hay con cọp, làm những con thiêu thân trong những lực lượng xung kích gọi là những đạo quân thập tự trong những chiến dịch làm sáng danh Chúa với những nhiệm vụ tàn sát những nhóm dân thuộc các tôn giáo khác, tàn phá tất cả các công trình kiến trúc, đền đài, chùa chiền, đình miếu không phải là Kitô giáo, thiêu hủy tất cả những sách vở, tài liệu lịch sử thuộc các nền văn hóa khác, cưỡng bách những người còn sống sót phải theo đạo Gia Tôn làm nô lệ cho giáo hội. Tất cả những việc làm bạo ngược như vậy của giáo hội chỉ là thể hiện đúng theo tinh thần của những lời dạy trong Cựu Ước, mà rõ ràng nhất là các trong sách Leviticus 26:2.1 đến câu 18, Phục Luật 6:2.14, 12:2.2 đến câu 3, 13:2.6 đến câu 9, 21:2.18 đến câu 21, 22:2.13 đến câu 23. Dân số 31:2.28, 31:2.40, Xuất Hành 12:2.12, 13:2.12, 22:2.18 đến câu 20. Và theo tinh thần sắc chỉ của Romanus Pontifex do chính giáo hội ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 1454, trong thời giáo hoàng Nicolas thứ 5 năm 1447 năm 1455, giang sơn dễ đổi, bản chất khó chừa. Mặc dù đã sống hơn 30 năm ở các nước tự do dân chủ như ở Hoa Kỳ với định chế tôn giáo phải tách rời khỏi chính quyền, và với tất cả những quyền tự do như tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do di chuyển, tự do cư trú, vân vân, nhưng họ vẫn tự giam mình trong cái ngục tù ngu dốt của giáo hội La Mã, không dám hay không có khả năng sử dụng các quyền tự do trên đây. Họ vẫn không chịu phóng tâm, mở rộng tầm mắt để học hỏi cái hay, cái đẹp trong chế độ tự do, dân chủ, hầu có thể hành xử thích nghi với hoàn cảnh mới và cuộc sống mới ở Hoa Kỳ hay ở Bắc Mỹ. Vì thế trong tí họ vẫn còn như khi ở trong nước trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, chẳng tiến bộ được chút nào cả. Thế mới biết là con chiên hay con cừu thì phải mang cái bản chất của con chiên hay con cừu, nghĩa là phải ngu dốt như con cừu, phải đi bằng bốn chân thì mới thể hiện được cái bản sắc của loài thú. Chả trách nào nhà báo Long Ân đã có lời nhận xét rất chính xác về bọn người này với nguyên văn như sau: con người đã nhân danh tôn giáo để làm những chuyện điên cuồng nhất, đã nhân danh tôn giáo để biện minh cho quyền lực phi nhân áp đặt lên đầu kẻ khác. Con người đã phản lại tôn giáo, đã chặt đứt cây cầu đưa đến cuộc tìm kiếm chính mình, đã cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bài này nó rất là, bài này cũng rất là ngắn, cho nên mình tới đây thôi, còn tiếp những cái chương ở chương khác nữa. Chương thứ 14 mời các bạn chú ý theo dõi là nền đạo lý phản nhân luân. Mình sẽ làm chương tiếp theo vì sao. Xin mời quý vị và các bạn đón xem tiếp và cùng đọc với mình nha. Lúc mình đọc nó bị sai, cũng nhiều từ sai, với lại khi trong quá trình đánh máy thì cái người đánh máy, người viết một đường nhưng mà người đánh máy là một ngã nữa, thì nó có những cái từ ngữ dụ như dấu quyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng gì đó, nhưng mà mình đọc mình cũng tự chỉnh sửa, nhưng mà nó cũng không có chính xác, nhất là từ ngữ của tiếng Anh. Mình không phải là người đó, không phải chuyên về tiếng Anh nên đọc nó sai. Ví dụ Romanus hay là Botiset, Botifit gì đó, Romanus gì đó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nha.